Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN Youtuber Thưa quý vị, ngày 19 tháng 7 vừa qua, Mỹ và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về vấn đề thao túng tiền tệ sau cuộc gặp trực tuyến giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thỏa thuận này đạt được sau khi chính quyền Biden đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ hồi tháng 4. Bình luận về sự kiện này, nhà báo William Pesek đã viết một bài báo với tiêu đề Việt Nam vẫn chơi khăm trăm với những thành công về kinh tế đang trên tờ Forbes. Bài báo nói rằng, Việt Nam vừa có thỏa thuận với Bộ Tài chính Mỹ rằng chúng tôi sẽ không làm suy yếu đồng tiền nếu các bạn đưa chúng tôi ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ. Đây thực sự là một chiến thắng lớn cho Việt Nam, hơn cả những gì chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính hình dung. Sự hiện diện của Việt Nam trong danh sách các nước thao túng tiền tệ của Bộ Tài chính Mỹ tự nó đã là một câu chuyện. Tháng 12 năm ngoái ông chủ nhà trắng khi đó là donald trump đã gây bối rối cho nhiều người khi đưa việt nam vào danh sách các nước giao dịch mánh khóe mà cơ bản danh sách này là để nhắm vào trung quốc vào lúc đó việt nam đang được ca ngợi là đã giành chiến thắng từ cuộc chiến tranh thương mại của vị tổng thống mỹ sắp mãn nhiệm tất cả những khoản thuế và lệnh cấm công ty mà trump đánh vào trung quốc đã không mang các nhà máy trở lại mỹ một khối lượng lớn các công ty này đã đơn giản là chuyển sản xuất sang việt nam ngoài tinh chất báo thù không có sự giải thích nào tốt cho việc mỹ nhắm vào hà nội đặc biệt là giữa bối cảnh dịch bệnh bùng phát giờ đây mọi việc dường như xuống thang khi việt nam cam kết với các quan chức mỹ sẽ không cân nhắc việc hạ thấp tỷ giá hối đoái đồng tiền để giành lợi thế thương mại thỏa thuận đạt được giữa bộ trưởng tài chính janet yellen và thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng cũng có nghĩa là áp lực buộc việt nam phải lưu ý đến cân bằng thẳng dư thương mại với mỹ điều này có vẻ là một chiến thắng cho washington và rõ ràng những người ủng hộ sẽ nói trump đã bắt hà nội đến dưới chân tuy nhiên người chiến thắng thực sự trong dài hạn là việt nam nền kinh tế của họ hiện nay đang học cách tồn tại mà không cần sự hỗ trợ kích thích từ tỷ giá hối đoái việc này sẽ tốt cho họ trong tương lai và điều này cũng khiến những người ủng hộ trump khó chịu từ nhật bản hàn quốc đến trung quốc châu á tràn ngập các ví dụ về việc tỷ giá hối đoái yếu có thể làm suy giảm các động lực và ngăn cản sáng tạo. Các nước đang phát triển dĩ nhiên là nắm lấy những động lực tăng trưởng nào mà họ có thể tìm thấy. Và với một nền kinh tế đang nổi lên ở Đông Nam Á, tiến lên trong cái bóng của Trung Quốc, liệu ai sẽ không tối đa hóa tăng trưởng GDP từ xuất khẩu? Điều rắc rối là tiền tệ rẻ hơn đã trở thành một thói nghiện. Ví dụ Nhật Bản và Hàn Quốc là những nền kinh tế đã phát triển hơn rất nhiều, nhưng vẫn duy trì mô hình tăng trưởng dựa trên xuất khẩu Mặt trái là các công ty và chính sách của chính phủ ưu tiên giúp những người khổng lồ vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài nhiều hơn mọi chỗ khác, chứ không phải là phân phối ngay tại chỗ. Nếu bạn ngạc nhiên vì sao nền kinh tế số 2 và số 4 châu Á lại phát triển thấp hơn khả năng của họ trong việc sản sinh ra những kỳ lân công nghệ, thì sự ngoan cố tập trung vào xuất khẩu là một điểm khởi đầu. Nó không phải lý do duy nhất, nhưng sự phân bổ sai những nguồn lực và sự quan tâm đã làm sức mẻ sức cạnh tranh Trung Quốc hiện giờ cũng đang vật lộn để chuyển đổi mô hình từ biểu tượng ống khói sang dịch vụ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đã quyết định vượt qua chứng nghiện hạ thấp giá trị tiền tệ ngay từ giai đoạn đầu. Bất kỳ động lực nào mà Việt Nam làm để hướng tới tăng cường đổi mới sáng tạo, năng suất và những nhà quán cân khởi nghiệp ngay bây giờ, thay vì 10 hoặc là 15 năm sau, thì cổ tức mà Việt Nam nhận được là hàng triệu việc làm lương cao và sự giàu có mới cứ cho rằng các nhãn thao túng tiền tệ của Bộ Tài chính Mỹ thường không có nhiều điểm nhấn. Nhưng nhìn thấy cách chính quyền Biden đang giữ sức ép lên Bắc Kinh sẽ là khôn ngoan cho Việt Nam khi tránh xa nguy cơ bị tổn hại. Và thẳng thắn mà nói là để chào đón sự hợp tác tốt hơn với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà Biden vẫn chưa tham gia lại sau khi chăm hủy bỏ nó năm 2017. Việt Nam là thành viên TPP, nhưng không có Mỹ thì TPP thiếu quy mô cần thiết để trở thành một bức tường thành chống lại Trung Quốc, Việt Nam nên tham gia các nỗ lực vận động hành lang để kéo Biden trở lại TPP và thúc dục Hàn Quốc, Indonesia, Philippines tham gia hiệp định này. Sự tăng giá tiền đồng về lâu dài sẽ làm tăng sức mua của Việt Nam và tiến tới đưa cả nền kinh tế lên thị trường. Châu Á đang phát triển thường xem sự tăng giá đồng tiền là một khủng hoảng, nhưng một tỷ giá hối đoái mạnh lại tạo niềm tin cho người nước ngoài theo thời gian, lòng tin đó sẽ kéo về nhiều đầu tư dài hạn, giảm lợi tức trái phiếu, giới hạn lạm phát. Trong cuộc gặp trực tuyến, bà Yellen đã gợi ý rằng Tôi tin rằng sự quan tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với những vấn đề này trong thời gian qua không chỉ giải quyết những lo ngại của Bộ Tài chính Mỹ mà còn hỗ trợ sự phát triển hơn nữa của thị trường tài chính Việt Nam và nâng cao khả năng phục hồi tài chính và kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam cho biết cam kết tuân thủ các quy định của Quỹ tiền tệ quốc tế về không thao túng tỷ giá hối đoái nhằm ngăn ngừa sự điều chỉnh hiệu quả của cán cân thanh toán hoặc giành lợi thế cạnh tranh bất bình đẳng và không pha giá Việt Nam đồng. Hiện nay có thể điều này không phải là cảm nhận ở Hà Nội, nhưng đây là một thắng lợi lớn cho quỹ đạo của Việt Nam và không có gì giống như các học giả kinh tế trong nhóm của Trump đã hình dung. Quý vị thân mến! Trên đây là những quan điểm của nhà báo William Pesek. Nói tóm lại thì ý của ông là việc Việt Nam cam kết sẽ không phá giá tiền đồng để giành lợi thế thương mại, có vẻ là một chiến thắng cho Mỹ trong câu chuyện gián mắc thao túng tiền tệ. Nhưng về lâu dài thì việc giảm can thiệp tỷ giá hối đoái sẽ có những lợi ích kinh tế cho nền kinh tế của Việt Nam. Và vì là việc gián nhãn thao túng tiền tệ được cho là để báo thù Việt Nam nhưng lại dẫn tới việc Việt Nam quyết định cai nghiện việc hạ thấp giá trị tiền đồng mà theo tác giả thì việc này sẽ mang lại lợi kinh tế lớn trong dài hạn. Cho nên tác giả mới rút tiếp bài báo là Việt Nam chơi khăm chăm với thành công kinh tế. Tất nhiên lập luận của tác giả bài báo là có lý, nhưng có vẻ như bài báo cũng là nhằm vào chăm với hàm ý rằng ông ta đã thất bại. Nhớ lại mấy tháng trước đây, khi chính quyền chăm gián nhãn Việt Nam là thao túng tiền tệ và tăng thuế với một số mặt hàng Việt Nam, giới quan sát đã có ý kiến cho rằng đây là một song số những nước cờ khó mà Trump để lại cho Biden, buộc chính quyền Biden sẽ phải tốn công giải quyết. Tuy nhiên, chính quyền Biden đã rất nhanh chóng hủy bỏ quyết định gian nhãn thao túng tiền tệ dưới thời Trump với lý do không đủ bằng chứng. Cho đến hiện nay, sau nửa năm cầm quyền của Biden, quan hệ Việt-Mỹ vẫn ổn định. Mặc dù gần đây người được Biden chỉ định làm đại sứ mới ở Việt Nam đã hùng hồn tuyên bố chức Thượng viện là sẽ gây áp lực với Việt Nam về các vấn đề nhân quyền, nhưng mọi chuyện mới chỉ dừng ở lời tuyên bố, chưa có động thái nào. Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ vẫn tăng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Việt Nam, và Mỹ cũng có những ưu tiên cho Việt Nam trong chương trình hỗ trợ vaccine COVID-19 cho thế giới. Do vậy, đánh giá chung là quan hệ Việt-Mỹ đến nay vẫn ổn thỏa dù Nhà Trắng đối chủ. Đây là một bước đầu thuận lợi để Việt Nam tiếp tục tranh thủ các điều kiện thuận lợi và hạn chế những mặt tiêu cực trong quan hệ bang giao với Mỹ trong thời gian tới chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại